Vâng, kênh YouTube Dũng Nội Địa Nhật HY xin kính chào các bác ạ. Thì hôm nay em xin giới thiệu các bác một con át 3 pha 60A thì để giới thiệu các bác một số tính năng nhé. Thì đầu tiên em sẽ đấu con át này các bác coi nhé. Đây là cái dòng át 3 pha và cái tính năng em muốn giới thiệu đây là gì? Tính năng của nó là mình có thể là đấu sử dụng được 3 cái đầu dây điện này luôn, cả 3 cọc này để dụng điện một pha nhé. Thì những cái con át của Nhật ấy về mình là đến 90% là các dòng át là 3 pha, nhưng mà mình bỏ đi một chân giữa để mình sử dụng điểm 1 pha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các tính năng của một con át 3 pha và 1 pha. Đây. Đầu tiên là để này các bác dễ nhìn nhé. Đây, điện đấu vào đây là đấu 2 chân ngoài nhé, sau tí sẽ xử thử vào chân giữa chỗ này nữa các bác coi nhé. Đây. Đấy, điện nó bật lên rồi nhé. Các bác nhìn ở đây. Đấy. Đầu này là dây dương nữa nhé, thì đầu dưới của nó cũng sẽ là dây dương. Đang bật rồi. Đây. Cái dây này em đã tia âm nhé. Đấy, tia âm để bên dưới dòng lên. Đây. Chứ này xuống dây test. Ăn nhảy ngay nhé, cho thử độ nhạy nhé. Đó. Nhưng mà cái này thì đương nhiên là cái video bình thường như các bác vẫn thấy rồi nhé. Nhưng bây giờ em sẽ chuyển tiếp cái chân cái dây đỏ này vào dây giữa. Đó, và cái dây đỏ vào dây giữa để các bác xem nhé. Rồi xem nhé, cái chỗ chân ngoài mình đã bỏ đây nhé, đấu tiếp vào chân ở giữa này và chân bên ngoài này, tim sẽ đấu đảo các chỗ luôn để các bác xem nhé. Rồi. Rồi. Bật em này nhé, em sẽ thử đây. Đó. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ chuyển tiếp cái dây đỏ nó sang cái dây bên đây nhé, sang bên ngoài cùng. Giờ đấu điện đã xong nhé. Đây, em đảo ngược lại các đầu dây nhé. Rồi, khởi động hệ thống điện lên. Giờ bắt đầu thử chấm sáng giật nhé. Đây, dây đỏ đây thì mình phải thử cái sang bên đây nhé. Báo điện ngăn ngay nhé. Đấy, như vậy em đã chuyển từ dây đỏ đầu tiên bên đây nhé, bên ngoài cùng này sang dưới giữa, rồi lại chuyển sang mé ngoài bên cùng bên đây thì át đều nhảy hết nhé. Rồi em sẽ chuyển tiếp dây trắng này sang đây cho các bác xem luôn nhé. Thì như vậy là cả 3 dây này ở các vị trí khác nhau, át đều hoạt động rất là tốt. Đấy. Rồi, em sẽ thử nhé, ngắt điện đi cho nó an toàn. Điện em đã xong nhé, lại khởi động hệ thống điện này, em làm một cái an toàn. Dây đã tuột mất rồi. thì nó xong rồi nhé. Anh nhìn em nhé, bóng điện nhảy hết nhé. Như vậy là cả ba cái cực này, đấu dây đỏ vào bên đâu cũng được và đấu dây trắng vào bên đâu cũng được các bác nhé, hoàn toàn rất chi là tốt. Đấy. Dây đỏ ở đầu tiên là vị trí ngoài cùng gạch trong giữa để chuyển sang mé bên trái màn hình của điện thoại các bác nhé, cũng được nhé. Dây trắng cũng thế, dây trắng từ đầu bên trái của màn hình chuyển sang bên phải màn hình và cuối cùng nằm vị trí giữa. App đều nhảy, như vậy là cái app này có thể đấu bất kể dây nào nếu mà sử dụng được một pha. Còn điện 3 pha thì bác đấu cả 3 dây lửa bên trên nhé, thì 3 dây lửa bên dưới thì đương nhiên đấy là điều không nói làm gì. Và các bác cũng lưu ý là đã đấu cái dòng ba chân này nhé, đã đấu bên trên 3 dây lửa thì bên dưới cũng là phải 3 dây lửa và không thể lấy được một pha bên này ra để sử dụng điện một pha riêng nhé. Nếu các bạn lấy ra một trong ba cái pha ở đây ra thì cái app nó sẽ nhảy ngay, và các bạn muốn sử dụng chỉ sử dụng là câu một trong cái ba cái pha bên ngoài này thôi, trên này thôi. Đấy, nó không qua app, nếu mà qua app là app nó sẽ ngắt ngay. Đó thì cũng rất cảm ơn các bác đã coi video và mong các bác cũng luôn ủng hộ em, hãy xem video và cho em xin một phím like, một nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác, chào các bác ạ.